Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ với các bạn cái cách mà cứu cây mai nó bị chết nha. Nó chết, nó suy banh xác luôn. Tại vì mình thấy cái gốc nó còn đẹp quá. Cái gốc nó đẹp quá mà nó chết, mà bỏ thì uổng. Gốc nó quái gì nè các bạn. Đó. Mình cưa một cái đoạn rất là xa. Cái vết cưa, vết cắt nó rất là lớn, bự lắm. Thì cái thân của nó trên này nè, nó về nè, mình cưa bỏ nè. Cái này là cái vết cắt đó nè, các bạn thấy không? Đó, nó cao lên khoảng mét mấy, 2 mét. Thì cái cây nó chết khô rồi nè, chết hết rồi các bạn. Nó bị khô từ trên xuống, thì nó nếu mà các bạn không cứu nó thì nó sẽ chết thôi. Đây nè, đầu nó chết hết nè, khô gan hết rồi, thấy vậy nó còn khô gan hết. Thì các bạn bỏ uổng, nếu mà các bạn cứ giữ luôn dưới đất chỗ trồng vậy là nó sẽ chết. Cho nên thì chúng ta phải cứu nó, cứu bằng cách là chúng ta đem về, chúng ta nhổ lên, chúng ta đem về chúng ta rũ sình sạch, chúng ta xịt nước cho sạch hết toàn bộ đất ở trong cái cây này, trong rễ luôn, xịt sạch hết. Xong rồi chúng ta vệ sinh nó bằng cách là dọn, lấy cưa cưa những cái bộ phận mà nó chết từ trên cao xuống, chết tới đâu cưa tới đó. Rồi chúng ta cắt rễ, cắt mấy cái rễ mà nó dập, rễ úng các thứ á. Rồi chúng ta chét keo, để tránh trường hợp là cái rễ nó mình trồng xuống lại nó bị thối. Rồi xong rồi chúng ta để khô, chét keo liền xẻ, chúng ta để khô một đêm, thì sáng hôm sau chúng ta sẽ xử lý bằng cách là chúng ta vô bầu giữ ẩm cho nó, và chúng ta tạt ngập nước thuốc kích rễ N3M trộn với một số loại mà dưỡng cây dưỡng rễ. Thì giờ mình đã làm qua cái công đoạn là cắt dọn vệ sinh rồi chét keo rồi, để cho các bạn khỏi phải chờ lâu á. Cái clip này chia sẻ với các bạn nhờ để các bạn mà có những cái cây mà chúng ta dời bứng đi đẹp đẹp, mà dời bứng không khéo á, nó bị ngợp, bị chết á, bị si á, thì chúng ta cứu nó để chúng ta trồng lại thì sẽ sống 95% nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ cùng với các bạn là cách vô bầu như thế nào ha, mình giữ ẩm như thế nào nha. Sẽ vô vô bầu cho nó nha. Đây là mình trộn ở dưới là sơ dừa toàn bộ để cho nó thoát nước cực nhanh nha. Chúng ta dưới cho dưới đáy một lớp đất mỏng cũng được, để cây này sau này mình dưỡng trong đây luôn. Đó, thì bây giờ cây này mình để lên đây. Đó. Mình cho nó xuống khỏi mặt chậu khoảng 3 phân nha các bạn. Ngồi xuống quay gần xuống rồi. Ngồi xuống này đi. Ngồi xuống ngồi bẹp xuống luôn. Đuổi máy ra xa chút. Thì chúng ta vô giữ ẩm này. Cái này mà hết phân dừa rồi, lấy mấy cái bầu ươm bỏ vô. Chúng ta vô phân dừa 100% nha. Dừa sơ dừa giá thể chúng ta trộn với cái một ít cát với lại chấu. Mình làm cho nó dễ dập xuống nha các bạn ơi, để cho nó giữ ẩm cho cây cho nó tốt. Chứ cái cây đẹp gì đây, nhiều khi mình bỏ nó uổng, mấy bạn không biết bứng dời nó chết, nó tiếc cái cây thôi, chứ vậy trồng biết nhiêu năm rồi để mà chết không cứu thì nó uổng.
Ngồi xuống đi con, cần phải đứng trong hầm gì đâu. Ngồi xuống luôn á, cái gót á. Ngồi viên chi cho mỏi vậy trời. Để gót xuống rồi. Để đặt cái máy. Vậy là xong rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ chụm cây lại. Rồi các bạn nên nhớ là chúng ta sẽ giữ giữ cái cây này trong mát nha, không để ra nước ra mưa nha. Ra mưa là nó sẽ chết. Chúng ta chỉ tưới đẫm một lần một thôi. Vậy đó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tưới tưới đẫm một lần luôn. Tưới bấm nước luôn. Xuống. Chúng ta pha bộ kích rễ với dưỡng rễ mạnh N3M thôi, không cần pha cái khác. Liều lượng mạnh mạnh lại đi. Tại cây nó đang bệnh nặng. Đó, đang bệnh nặng thì cho nhiều chút vậy thôi. Các bạn nên nhớ là tưới một lần một nha, đẫm rồi để đó, để khoảng vài ngày một tuần trở lên rồi hả phun sương đó. Thấy nó khô quá thì phun sương thôi, lấy cái bình xịt tưới lan á, chúng ta phun sương thôi. Vì là bảo đảm sống 95% nha các bạn. Thì tới nữa nó sống mình sẽ cho các bạn xem cái clip là nó sống. Pha tiếp miếng nữa. Tưới cho ướt cái toàn bộ cái giá thể đất nó trong cái đất phân trong cái bồn này nha các bạn. Rồi đó các bạn ơi, thì bây giờ là cái clip mình đã xong rồi đó. Chia sẻ các bạn là để cách cứu lại cái mai mà đẹp đẹp á, để bỏ uổng thì chúng ta cứ đậy gì ra giữ ẩm nha, và chúng ta không để cho ra mưa nha các bạn. Các bạn để ra mưa là nó sẽ tiêu nha.
Các bạn ghép cây cũng vậy nữa, bạn để trong mát vậy nè, để trong mát suốt, giữ ẩm suốt, tưới xịt phun sương lưới lan á, phun sương lan á, cái cây mà bình xịt phun sương á, chúng ta tưới vô thì là nó sẽ sống, giữ ẩm cho nó thôi, không có tưới ngập, tưới đụng đụng gốc, chúng ta tưới một lần thôi, vậy là được rồi. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này ha. Nếu mà các bạn thấy cái clip này hay thì các bạn cho mình một like và một cái comment để góp ý để cho mình có nhiều cách hay hơn để cứu những cái mai đẹp của mọi người, mà lỡ mai nó không có bứng, nó không khéo nó bị suy nha các bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn rất nhiều.